Trời ơi, không biết từ bao giờ mình trở thành chuyên gia tư vấn về làm đẹp, về tâm lý, tình cảm. Rất là nhiều chị em inbox hỏi Ngọc là Ngọc ơi, bây giờ phải làm thế nào để chăm sóc cái vùng kín đây? Bởi vì chị em phụ nữ bây giờ chúng ta đều ý thức được rằng là ngày càng phải hiện đại hơn, ngày càng phải đẹp hơn, ngày càng yêu thương bản thân hơn. Và cái vùng kín của mình thì nó cực kỳ quan trọng, nó vô cùng quyền lực, các chị em có đồng ý thế không? Nên là chúng ta cần phải có một chế độ chăm sóc đặc biệt. Bởi vì cái vùng kín của mình, cái độ pH nó khác với những cái vùng da khác. Mình không thể nào mình tùy tiện mình sử dụng sữa tắm hay là dầu gội đầu hay là xà bông mình trà lên đấy được. Nó sẽ làm sập sệ đi rất là nhanh, bởi cái vùng da nó rất là mong manh. Nhiều chị em đã lĩnh hậu quả rồi, nghĩa là bây giờ có 30 tuổi, 35 tuổi thôi mà cái vùng da đấy nó đã bị xuống cấp, nó bị xù xì này, rồi nó bị thâm này, rồi là nó bị khô hạn. Đó, vậy nên là chúng ta cần phải chăm sóc nó một cách thực sự nghiêm túc, để lúc nào cũng hồng mơn mởn, lúc nào nó cũng đủ ẩm và lúc nào nó cũng tươi non ấy. Đấy, thì Ngọc tư vấn với mọi người đó là nên sử dụng riêng một cái dòng dung dịch vệ sinh phụ nữ và lựa chọn một cái sản phẩm thực sự uy tín, có cái độ cân bằng độ ẩm cũng như là cái độ chăm sóc và cái độ giúp cho cái độ đàn hồi của làn da của mình được tốt. Đó, thì cụ thể đó là nên sử dụng cái dòng sản phẩm của Laco. Tư vấn vô cùng chân thành, bởi vì cái sản phẩm này nó vừa rẻ, nó lại vừa tốt, nó hiệu quả kinh khủng luôn. Có 160.000 một chai này thôi, một cái lượng nhỏ ra tay, rồi là mình đánh bọt và mình xoa. Cái lượng bọt của nó rất là ít, không gây khô. Nhiều chị em dùng xong một cái loại, những cái loại rẻ tiền đó, nó khô cái làn da của mình, hoặc nó bị cay quá là mình sợ, mình không dám là mình không dám dùng nữa. Nhưng mà cái sản phẩm này á thì nó rất là êm dịu, và khi mà mình dùng xong mình cảm thấy nó có cái độ ẩm và nó không quá khô, nó cân bằng ở cái mức 5,5, độ pH 5,5, nên là rất là dễ chịu. Đó, và cái mùi hương thì rất là nhẹ nhàng và lưu lại lâu, cái mùi hương hoa hồng. Cái hoa hồng là hoa hồng ngoại, nó rất là thanh khiết, nó rất là thơm. Nên là các chị em nên dùng cái sản phẩm này để cho cái vùng kín của mình lúc nào nó cũng tươi trẻ, nó cũng mơn mởn. Bản thân mình mà còn cảm thấy mình quyến rũ và mình yêu bản thân mình thì người khác mới yêu mình được. Và cái người phụ nữ ấy mà có cái đời sống tình dục nó thực sự phong phú và nó hài hòa thì cái khuôn mặt họ sẽ rất là tươi tỉnh và nó sẽ rất là rạng ngời giống như mặt Ngọc chẳng hạn. Đó, nên là Ngọc tư vấn đó là mọi người nên đầu tư 160.000, bớt ăn bớt tiêu đi một tí, mua cái sản phẩm này thực sự là rất hiệu quả và nó sẽ cải thiện cực kỳ nhiều và nó sẽ là một người bạn vô cùng thân thiết cho các chị em mình đấy. Nghe Ngọc đi, không bao giờ là sai đâu nhé.